mọi người, lại là Thanh đây. Hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Để Thanh đưa gần lại cho mọi người xem ha. Đây là viên uống tinh chất hào Co Oster Plus Sync One Day của Co Healthy. Thì Thanh nói là công dụng của cái viên uống tinh chất hào này là viên uống tăng cường hormone nam, testosterone cho nam giới. Nam mà đi làm nhiều quá, ăn uống không đầy đủ, nghỉ ngơi không đầy đủ quá thì thường sức khỏe nó sẽ có một chút không tốt. Rồi sức khỏe không tốt thì đương nhiên là cái mà thuộc về sinh lý nam nó cũng sẽ không có thể thuận theo. Thì chúng ta có thể sử dụng cái viên uống tinh chất hào này để giúp mà sức khỏe nam giới chúng ta được hồi phục. Hoặc là những ba mẹ mà muốn có baby thì các mẹ thường uống những cái sản phẩm tiền mang thai cho baby. Rồi các ba cũng có uống những cái sản phẩm tiền mang thai như là Benevit. Thì cái sản phẩm này là viên tinh chất hào, có cái công dụng đó là làm cho tăng số lượng và tăng chất lượng tinh trùng của các ba. Không những như vậy mà còn hạn chế dị tật tinh trùng nữa. Trong mỗi một viên hào là có 300mg tinh chất hào. Nếu mà nói tương đương hào tươi đó thì có thể là tương đương khoảng 25-30 con hào tươi. Thì trong thành phần là 350g tinh chất hào thì trong đó lại có selenium, taurine và zinc kẽm nữa. Taurine thì có cái công dụng đó là hỗ trợ cho những người bị bệnh tim mạch nè, bị bệnh huyết áp hoặc là bị bệnh cholesterol cao, mỡ trong máu thì sẽ làm hỗ trợ giảm những cái tình trạng đó cho mình, để cho mình có một sức khỏe tốt, để mà mình có thể là chuẩn bị cơ thể thật tốt để chuẩn bị có baby. Cái sản phẩm này đó là cái sản phẩm mỗi ngày sử dụng một viên thôi mọi người nha. Cái lọ tôi đang cầm trên tay là 120 viên, mình có thể sử dụng trong vòng 4 tháng. Nếu như là Oyster của Happy Care một ngày chúng ta phải sử dụng 2 viên, thì cái Young Healthy này chúng ta sử dụng 1 viên thôi mọi người nha. Nhất định là 1 viên thôi, tại vì trong đây có thành phần selenium. Cái chất đó chúng ta không nên sử dụng nhiều được. Nếu sử dụng nhiều thì mình phải hỏi ý kiến bác sĩ. Thì khi sử dụng cái sản phẩm này á, các ba muốn có em bé đó thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm này kèm với những cái sản phẩm như là Benevit để chuẩn bị mang thai. Hoặc là những bạn nam á, mình đi làm nhiều quá, mình ăn uống không đủ, nghỉ ngơi không đủ, hoặc là thể dục cũng không đủ, những bạn thiếu máu thì mình cũng có thể sử dụng cái Go Oyster này chung với lại những viên sắt. Bên Anybaby cũng có những viên sắt sử dụng rất là đơn giản, giống như là sắt ngậm của Mels vậy đó. Mọi người có thể mà sử dụng kết hợp. Thì cái hào này á, có bên Anybaby cũng lâu rồi, mọi người cũng sử dụng được nhiều. Thanh cũng tư vấn được một số ba rồi, là những ba mà muốn có em bé thì sử dụng cái sản phẩm này xong thì có kết quả cũng rất là khả quan luôn. Có lẽ là vừa là kết quả của sản phẩm, vừa có một chút may mắn của ba mẹ nữa, nên các bé cũng mau xuất hiện hơn. Còn những bạn nam thì Thanh nói là những bạn như là ăn uống không đủ dinh dưỡng, hoặc là những bạn mà không thích ăn hải sản thì chúng ta có thể sử dụng cái viên hào này để mà thay thế cho những cái phần dinh dưỡng mà chúng ta đã bỏ qua không sử dụng. Thì cái viên này là tinh chất hào, nên những bạn mà dị ứng với hải sản thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cái sản phẩm này. Còn mọi người thì vẫn sử dụng bình thường mọi người nha. Giá của sản phẩm này bên Thanh thì tầm khoảng là trên 400 một chút xíu thôi. Mọi người có thể mà nhắn tin cho bên Thanh để mà hỏi là hôm nay là giá order về tay bao nhiêu vậy Thanh, hoặc là đang có sẵn store thì giá bao nhiêu, Thanh sẽ báo giá cho mọi người. Vì Thanh cũng nhắc với mọi người nhiều lắm rồi, đó là mỗi lần mà Thanh gom được sale, gom được giá tốt thì Thanh sẽ để với mọi người giá tốt nhất có thể mọi người nha. Nên hãy là nhắn tin hoặc là gọi trực tiếp cho Thanh. Thanh có những kênh trực tiếp như là kênh YouTube Anybaby Hàn Quốc Sách Tay, trang fanpage chính thức trên Facebook là Anybaby Hàn Quốc Sách Tay, hoặc là trang cá nhân trên Instagram
là AnyBaby, nhắn AUS hoặc là số điện thoại 0769845698. Mọi người có thể mà nhắn tin, gọi điện hoặc là ad Zalo của Thanh để mà có thể hỏi Thanh nhiều hơn, kỹ hơn về sản phẩm của mình. Còn những thông tin gì, những thắc mắc gì mọi người chưa có rõ lắm thì mọi người có thể mà nhắn cho Thanh, Thanh sẽ giải đáp cho mọi người nha. Thanh sẽ nói đây thôi, bye bye mọi người, hôm sau mình sẽ review một sản phẩm khác nha.